rợn người cảnh bé trai 2 tuổi bị chó dữ cắn xối xả. Mới đây, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh tượng kinh hãi khi một cháu bé bị chó dữ tấn công. Đoạn clip được trích xuất từ camera của một hộ gia đình cho thấy, hai cháu nhỏ đang đứng chơi bên đường thì một con chó lớn bất ngờ lao đến, vồ vào một cháu bé, cháu còn lại nhanh chân chạy thoát. Lúc này, bé trai nhỏ tuổi hơn ngã ngửa xuống đường, trong khi con chó tiếp tục cắn vào người nạn nhân. Hình ảnh từ clip cho thấy, do sợ hãi và đau đớn, cháu bé bị chó cắn đã khóc thét lên rất tội nghiệp. Nghe thấy tiếng thét và tiếng chó sủa, một người phụ nữ trong nhà chạy ra thì chứng kiến sự việc kinh hoàng. Tiếp sau đó, một người đàn ông đã lao vào khống chế con chó, giải cứu cháu bé. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 12 tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Cháu bé bị chó cắn là TDP 2 tuổi, hiện cháu đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang và sức khỏe đã ổn định. Qua sự việc đáng tiếc trên, khuyên cáo các phụ huynh cần hạn chế cho con trẻ tiếp xúc với chó nuôi chó lạ. Gia đình có trẻ con không nên nuôi giống chó to và dữ, nếu nuôi bắt buộc phải tiêm phòng cho con vật đầy đủ. Ngoài ra, con vật phải được thuần dưỡng, xích và ra đường phải rõ mõm.